Hello, xin chào anh em. Thì phải nói là cái túp mà chạy quảng cáo cả ảnh cả video nó hồi sinh được một thời gian rồi, anh em hốc kha đẫy rồi. Mình không nghĩ là nó hồi sinh nhanh đến như vậy, mà cách nhìn làm thì mình đã có cách chỉ cho anh em cách đăng rồi. Đấy là một cách đăng. Nhưng cách đăng đấy thì có khả năng nó sẽ không hiệu quả lắm vì có một số cái page sẽ không chạy quảng cáo được. Thì hôm nay sẽ là cách đăng hoàn toàn mới nhé. Để gọi là chạy quảng cáo được. Đó, đây các bạn sẽ xem page như thế này nhá. Các bạn này chọn một cái video bạn cần đăng lên. Trước tiên bạn phải chuẩn bị video này đó. Bạn đặt tên đăng bình thường nhá. Pixel API nhá. Các bạn nhớ về đặt bình thường nhá. Các bạn nhớ thêm này, nhớ cái lúc này các bạn nhớ phải thêm nút tin nhắn nhá, không là nó sẽ không được đâu. Có anh em muốn đổi chung bài thì đổi nhá, xong cái bài này tí tôi sẽ xóa mà. Đó, tiếp tục này anh em, chờ nó đang hoàn tất lên nha. Đó, anh em chờ nó khoảng một xíu để nó đang hoàn tất lên. Đây hoàn toàn đang chưa đăng này này, nó chờ một xíu, anh em bắt buộc phải chờ nó một xíu. Ok, vì bây giờ là video đã đang hoàn tất thành công như thế này rồi nha. Đó, nó sẽ báo hoàn tất như thế này. Chúng ta sẽ em làm một xíu để ta thấy video rồi. Như vậy chúng ta đã thấy video nhé. Hiện tại đây các bạn sẽ thấy là có quảng cáo nhé, nhưng không thấy nút bét đâu nha. Nhưng khi vào trong chỉnh quảng cáo sẽ thấy. Rồi, chúng ta sẽ vào phần F5 bên này, ta sẽ thấy bài viết ở đây này. Nhớ là phải vào phần này nhé, các bạn click vào đây này. Đó, dạ. Xong các bạn kéo xuống lần new feed này nhá. Nhá, các bạn ấn vào đây này, chỉnh sửa bài viết này. Đó. Sau các bạn sẽ lấy một cái, các bạn sẽ tải những cái ảnh các bạn muốn đăng lên. Thả vào. Đó, và các bạn new. Vậy là đã hoàn thiện cách đăng bài rồi. Đó, các bạn ạ. Sang đây nó sẽ nhìn thấy. Đó. Như vậy chúng ta đã nhìn thấy đăng bài này, video và hình ảnh này, và chúng ta ấn quảng cáo bài viết như bình thường nhé. Đó. Chúng ta có thể quảng cáo bài viết bằng Blogspot cũng được, và chúng ta có thể quảng cáo bài viết bằng dán trong trình PE cũng được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nói thật với các bạn thì cái việc mà các bạn chạy video cùng với hình ảnh và video và cùng hình ảnh hiện tại bây giờ thì để về nguyên lý của nó thì nó vẫn hiệu quả thôi, nó vẫn hiệu quả thôi khi nào bạn làm nội dung tốt. Còn nếu mà các bạn mà làm nội dung không tốt thì đương nhiên là nó cũng sẽ không hiệu quả đâu, nó cũng sẽ không hiệu quả đâu. Thế nên là quan trọng lớn nhất là các bạn vẫn phải làm được cái nội dung quảng cáo truyền thông của mình thật là tốt, thật là hiệu quả để chúng ta có thể quảng cáo truyền thông và bán hàng một cách hiệu quả hơn. Trên đây sẽ là 10 cách mà giúp các bạn có thể đăng video cộng hình ảnh và chạy quảng cáo được thêm bài viết. Chúc mừng anh em thành công với cái tip này và chạy quảng cáo cách hiệu quả hơn. Thầy Hoàng Kim đã quay trở lại. Chúc anh em luôn luôn win cam. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh em có thiện ý thì vui lòng đăng ký kênh, sub kênh ủng hộ cho nhân viên Mail Quy, và nếu mà cao cấp hơn nữa thì anh em có thể tham gia vào các nhóm chat của bên Discord của nhân nhân viên Mail Quy. Hẹn gặp lại anh em ở các buổi live stream và các video tổ chức sau. Xin chào và hẹn gặp lại.